Người ta đi vào tốt là chết. Gác con này người ta móc vào. Móc vào. Móc vào. Vào đéo đỡ được. Thua. Wow. Máy A tự nhiên. Quái kiểu gì mà mất cây nhỉ? Quái kiểu gì mà quái mất cây nhỉ? Hoa không khỏi. Quả bị đấu, phải chống là mình bị đấu. Mày à. Thôi được, đánh từ bây giờ trở đi nhá. Không bao giờ có cái vệ đấy đâu nhá. Nói trước. Không bao giờ có cái vẹo ấy đâu nhá. Nói trước. Mình nắm sự lựa chọn quá cho nên là mình đánh cũng dở. Nắm sự lựa chọn quá. Quái phải ra đấu xe mày ạ. Tôi ơi. Tôi ơi tôi à. Quả phải ra đấu xe không ạ? Chiếu kia. Quái người ta lên xe đây là mình phải ra đấu xe. Mẹ tôi ơi, tôi đánh như cứt. Đoán giờ hơi. Từ để tôi ấy nhá. Mẹ bắt đầu đánh linh tinh rồi đấy. Cầm cái quạt linh tinh rồi đấy. Quả đấu xe này yêu mẹ xe kia người ta không ra được. Mã thì đang ở đậu. Tính làm cái trò này. Hay nhỉ. Quá hay luôn này. Ăn tiếp ra thôi. Đấu xe có vẻ hơn không? Bị chia cắt hết rồi. Nhất nước phải phải đấu không? Nhất nước phải đấu không? Mình thấy cờ dở hơi quá. Thấy sự bố láo chưa?
quá bố láo luôn. Tiến tới nó ngồi chui vào góc. Quả rất vớ vẩn. Mày a dở hơi. Đấy. 1 2 3 4 1 2. Ừ, 1 2 3 4 1 2 3 4 bằng cây. Thua tốt đầu. Quá dở rồi. Mình đánh dở hơi quá. Quá yêu rồi, cuối cùng đánh như thế nào mà lại thành ra lại thua ngược.
Đào con tốt kia nguy hiểm phết đấy. Xuống kia bắt. Mà đánh cờ vì vớ vẩn, hôm nay đánh cờ vớ vẩn. Vớ vẩn là thật. Đây đang cục mà. Vớ vẩn quá. Bây giờ mới bắt đầu an toàn này. Giờ mới thấy an toàn này. Đang bắt xe à? Cờ vớ vẩn thật. Mình đánh bị sai. Từ sau đánh chậm vào. Chỗ khai cuộc đánh chậm vào. Chỗ này là yêu rồi. Chỗ này các ông cứ yên tâm là quả này yêu. Này cứ yên tâm là người ta chết. Chết mẹ nó xe rồi. À. Bắt xe mà phát nào về về xe bắt. Nhảy mã dọa sát thì ăn kia. Ra đây là người ta đấu không à. Mà mình có bị làm sao đâu mà mình đấu mấy ông nào không làm gì. Chọc chiếu. Nhảy mã dọa sát chọc chiếu này. Mình đi bắt pháo chứ giờ hơi à. Tượng ăn lên. Không có tượng ăn lên nhỉ.
Thường anh em mình làm một đôi, ăn pháo xong rồi ăn nốt mã. Đang cục ăn à, ăn đây người ta vẫn kéo pháo về, thế em hay. Ăn đây người ta vẫn kéo pháo về. Mình mà mình việc gì mình phải ấy đâu, nhìn về tôi xem tôi chạy đâu nào, chạy cẩn thận đấy, đi vào mồm cái mồm con mã kìa. Tưởng ăn nên là ăn pháo luôn, xong ăn mã luôn, xong ăn về xe luôn. Làm sao được, cờ mòn cũng gọi lại không đỡ được. Sao đây đánh thế, nó nhà nó việc gì phải khổ sở làm gì. Con mã dớ dẫn này rồi đi đánh với mình, con mã dớ dẫn này rồi đi đánh với mình, chọc mẹ. Hiền sĩ. Thì là đánh thì mừng quá đấy thật. Cậu mà ăn tớ thì tớ mừng quá. Ván lúc nãy còn một pháo, còn một tốt còn thắng được. À nhưng mà lúc nãy bèn sĩ, à lúc nãy khuyết một tượng. Vẫn nỉ lắm. Vướng tiền 50.000 rồi, cho nên là cứ phải đánh thôi. Vướng đến cờ 50.000 rồi. Cho nên là phải đánh. Chả đánh cái miệng. Tìm về thứ thứ hoành cậu này. Bây giờ là người ta không làm gì được mình đúng không? Mà ăn luôn như việc gì phải ngồi ngẫm người ta làm gì, mình có cho đấu mã đâu, mình có cho đấu mã đâu.
Cái món này hòa thật đi. Người ta đi xa xa các ông nhá, người ta đi xa xa của cái chân này. Phải đúng không? Vân là phải chết thì Chiếu đây, chiếu đây, người ta phải ra tướng là một đôi cũng chết nhỉ. Chọc kia thì đi đâu? À, chọc kia ra tướng à?
Ăn mẹ nó pháo vào tâm bây giờ chứ nhỉ. Thôi. Chiếu kia hình như hết mẹ cờ rồi. Chiếu đây là người ta không vào được tướng này. Đỡ gì cờ này, đỡ thì mất mã. Tía còn xen vào giữa mà mình lên tướng mình bắt lốt. À không để ý giờ là toi đấy. Thời gian đấy, có phải là lúc nào cũng đi đấu được đâu. À, Vân là chết. Rồi mình gác sĩ nhầm rồi. Hẹo. Này còn đòi thủ với cái nước này chứ. Đỡ gì? Chiếu đây thì đi cho nó. À chiếu đây là vẫn vào à? Chiếu đây. Đang chiếu. Tuần dương một em yêu hả, đánh gì á? Bạn phải biết điều. Cô xin quên được vô giới. Lần này là đánh là rút kinh nghiệm đây này, im từ từ cái chỗ khai cuộc ấy, chỗ mà đánh đến cái lúc ý là thay đổi ngay. Kinh phá đẩy tốt cũng giờ hơi nha. Nhảy con mã này cũng giờ hơi cơ. Nhảy ngược con mã kia lên.
Ghê đấy. Ra kia bắt là lên xe đúng không? Ra kia bắt là lên xe. Lên xe thì ra kia này bắt mã. Mà sẽ không ra đấu xe là giờ hơi. Đánh linh tinh nhỉ? Ừ.
Vớ vẩn quá, mày mẹ xuất xe ra tự nhiên lại nhảy mã làm xe mình không ra được. Chả đến cái mẹ gì chỗ này. Thôi về. Đánh gì đâu. Hết sức buôn chen. Ăn kia thì xe người ta đấu ngay. Hay nhảy vã về. Vã về đâu hay đâu.
Rất là về mã được. Nói chung hôm nay mình đánh không cao. Quá đéo nhìn ra. Mẹ đánh được không ngoài hết.
Thế này đánh thế này thì hòa con bà nó mất. Nhưng mà người ta cũng không không để cho mình ấy đâu mà. Không thể để cho mình ấy được. Mà đánh cẩn thận không này thì lại thua. Mày nhảy mã ra giữa mặt với người ta đấu. À, ván này dễ hòa lắm. Nhưng mà mình đang thua người ta mất mấy phút này. Ăn mẹ nó luôn. À nhưng mà thôi, phải nên tượng lên tiếc như người nhớ na. Nên tượng lên tiếc như người nhớ.
Ăn hơn tốt là mình đấu đấy, ăn hơn tốt hơn tượng một phát là mình đấu luôn. Giam được con mã là tôi chả sợ gì đâu. Tôi không sợ cái gì. Thì ăn đấy à? Ăn đây là người ta phải xả sĩ đúng không? Cắm xuống thế này người ta đẩy tốt người ta đi theo. Mẹ muỗi đốt kinh quá. Ra đây, ra bên đây một phát là người ta ra ngoài, mình ra một phát là người ta cắm xuống người ta đuổi, ông hiểu chưa? Định làm cái gì ấy? Ra đấu xe là bắt được mã đúng không? Quả bà nó mất rồi. Một ấy còn thua nữa là một xe còn trả thua nữa là. Từ từ đã, ừ thì à, một xe còn chả ăn thua. Chơi miễn phí ngay lập tức. Thôi giờ nghĩ thân người ta họ báo gì giờ.
Rồi từ bây giờ tôi đánh cho cậu. Đẩy lên đây một phát là đẩy lên đây một phát là người ta nhảy mã luôn. Nên nhớ là mất pháo. Thôi, giường 200.000. Thi thoảng chặt được con gà. Thi thoảng chặt được con gà. Đéo dám đấu rồi. Đấu bây giờ thì thua. Phải chạy. Đấu là hẹo à? Ôi, đấu thế này thì thôi. Thế này thì đấu thế nào được. Đấu thế này thì đỡ cái gì. Hơn 2 cây rồi. Thần đồng. Thần đồng đất Việt à? Thần đồng đất Việt rồi. Thần đồng đất Việt à? Đấy, nhường lại cho một cây ấy nhá, lại bảo là nó ác.